Tỷ phú Sanjay bỗng phát hiện con đường đang thi công đã cản bước một nhóm trẻ tật nguyền. Anh ấy đang định giúp đỡ thì thấy một cô gái xinh đẹp tên Setty bảo đám trẻ đứng hết lên cửa, hai tay giữ chặt cổng, sau đó đẩy mạnh một cái, đám trẻ đã vượt qua đoạn đường thi công. Sanjay rất bất ngờ vì cô gái này đã tốt bụng còn thông minh, đúng gu anh ấy. Nhưng hôm nay Sanjay tới khu dân cư để xử lý công chuyện có cô người mẫu nghiệp dư mạo danh bạn gái anh ấy rồi tung tin đồn khắp các bài báo. Hôm nay Sanjay đích thân tới dạy dỗ cô bạn gái giả này. Không lâu sau, Sanjay đã tới văn phòng của cô bạn gái giả, nhưng khi cô ấy quay đầu lại là cô gái lúc nãy. Sanjay chưa nói rõ thân phận, Setty thấy anh ấy mặc vest tưởng anh ấy là người mẫu tới xin việc, thế nên liền bốc phét nói tỷ phú đã theo đuổi mình thế nào. Sanjay lặng lẽ đứng coi màn biểu diễn của cô ấy, anh ấy chỉ cười không nói gì. Setty còn tưởng đã có được một người hâm mộ, thế nên hào phóng để lại số điện thoại để tôi lo công việc cho. Mấy hôm sau, Sanjay đang trả lời phỏng vấn cho truyền thông nước ngoài, Setty lại gọi điện tới. Cô ấy giúp Sanjay nhận một quảng cáo nội y. Có lẽ ngày tháng làm tỷ phú quá nhàm chán, Sanjay đã tới khu dân cư. Còn lần đầu đi xe ba gác, lần này anh ấy lại thấy Setty đang làm chuyện tốt. Cô ấy dắt một người mù qua đường, cô ấy còn tường thuật lại cảnh tượng xung quanh, bốn học sinh đang chơi đập tay, có người vợ đang đánh chồng vì anh ta làm mất áo sơ mi. Đó là cái đài của quán trà. Thế giới tối tăm của người mù bỗng nhiên trở nên sống động và cụ thể, mà trong mắt Sanjay, Setty cũng đang tỏa sáng. Cứ như vậy, hai người trở thành bạn tốt, họ cùng uống trà sữa bên đường, cái món mang đậm phong cách Ấn Độ. Khi Sanjay họp công ty, chỉ lơ đãng một chút đã bị bại lộ. Hai người cùng ăn dưa hấu bên đường, cấp dưới đi qua, thi nhau hành lễ với Sanjay. Anh ấy ra hiệu đuổi họ đi, nhưng hôm nay Setty lại gặp phiền phức. Cô ấy không phải bốc phét chuyện tỷ phú là bạn trai mình ư? Giờ ông chủ muốn Setty mời bạn trai dự tiệc tối. Setty đành tìm một nhân viên phục vụ giả làm tỷ phú, nhưng khí chất kém xa mà tỷ phú thật sự đã lộ diện. Setty lột áo của nhân viên phục vụ rồi mặc cho Sanjay. Ôi trời, quá giống, giống quá trời. Tự cải trang thành bản thân, sao không giống được chứ? Trong bữa tiệc, Sanjay lái một chiếc xe sang tới hiện trường. Ông ấy đã lừa được toàn bộ mọi người, nhưng Setty lại rất kinh ngạc, thuê chiếc xe đắt như vậy. Cô ấy không trả tiền đâu nhé. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Sanjay đi xe bus về nhà cùng Setty. Cô ấy vui vẻ cười lớn, ai ngờ họ thật sự tưởng anh là tỷ phú. Sanjay nhìn âu yếm cô gái đáng yêu này, anh ấy liền tỏ tình, anh yêu em. Trong mắt Setty, Sanjay chỉ là một anh người mẫu nghèo không có công việc, nên Setty bảo để mình suy nghĩ. Sanjay định đợi Setty đáp lại mình mới nói cho cô ấy biết thân phận thật sự. Hôm sau, Setty bình tĩnh nói câu trả lời cho Sanjay, em đồng ý. Sanjay rất vui nhưng không có dũng khí nói ra thân phận của mình. Anh ấy muốn tặng bạn gái một căn nhà làm quà, nhưng lại không biết tặng thế nào, đành giao lại vấn đề khó này cho cấp dưới. Vấn đề này cậu giải quyết đi. Setty bốc thăm chúng một căn nhà, cô ấy hào hứng khoe khoang với bạn trai, em ăn ở tốt đó. Sanjay chỉ cười mỉm, thân phận của anh ấy là tỷ phú, nhà là quà tặng của Sanjay. Setty bảo anh ấy tới xem nhà, nhưng Sanjay phải tới London công tác. Anh ấy đành lừa Setty, bảo mình về quê bán nhà, chữa bệnh cho mẹ. Nhưng Setty kiên quyết ra lệnh cho Sanjay phải tới đây. Anh ấy đành nửa đêm chạy tới đây. Ai ngờ Setty lại đưa cho anh ấy một sấp tiền. Đừng bán nữa, căn nhà là tài sản của tổ tiên nhà anh. Hóa ra Setty đã bán chiếc xe mình mới mua. Thấy bạn gái đã sinh còn tốt bụng, Sanjay rất cảm động. Anh định sau khi đi công tác về sẽ nói ra thân phận thật sự của mình. Sanjay viết mối tình ngọt ngào này vào cuốn nhật ký. Cảnh sát Arjun gấp cuốn nhật ký, lập tức tra hỏi Sanjay sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, tỷ phú lịch lãm nho nhã trước đây giờ đã trở thành sát thủ giết người liên hoàn. Arjun gọi Sanjay dày như gọi dã thú, nhưng anh ấy không nói gì cả, còn đánh ngất luôn cảnh sát rồi trói lại. Sanjay cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, vì đầu anh ấy bị thương nặng khiến Sanjay mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ trong 15 phút. Trước đây anh ấy còn để lại manh mối cho bản thân, khắp phòng toàn là giấy nhớ, trên người cũng xăm lời nhắc bạn gái bị giết. Anh ấy muốn báo thù, tên của mỗi hung thủ và số điện thoại đều được anh ấy xăm lên người. Trước khi cảnh sát tìm thấy Sanjay, anh ấy dựa theo chỉ dẫn mà bản thân để lại đã sát hại hai kẻ thù. Nhưng mỗi lần giết người, anh ấy sẽ lập tức mất trí nhớ, ngơ ngác rời khỏi hiện trường gây án, không thèm thu dọn. Điều này không khác nào đang thách thức cảnh sát. Arjun liên tục truy lùng, nhanh chóng tìm đến đây, nhưng câu chuyện trong nhật ký khiến Arjun phân tâm mới bị đánh lén. Không lâu sau, Sanita, một sinh viên y khoa quan tâm tới chứng mất trí nhớ, đã tới tận nơi tìm hiểu. Cửa không đóng, cô ấy nhìn thấy Arjun đang bị trói, trên miệng anh ấy còn dán dòng chữ
đừng gỡ ra, nhưng Sanita vẫn gỡ ra. Cô ấy vừa cứu được Azun, Sanjay đã quay về. Azun với Sanita vội vã bỏ chạy, Sanjay đuổi ngay theo sau. Ai ngờ, Azun bị xe tông, chết ngay tại chỗ, mà Sanjay liền nhắm tới. Sanita đang rất hoang mang, cô ấy trốn vào một cửa hàng, Sanjay cũng đuổi theo sau. Chính vào lúc này, chuông báo 15 phút vang lên. Sanita đã có một quyết định táo bạo, cô ấy đi thẳng tới trước mắt Sanjay, vỗ vào vai anh ấy. Đi thôi, sao lại ngơ ngác thế? Quả nhiên, cô ấy cực đúng rồi, Sanjay đã quên mất mọi thứ vừa xảy ra. Sanita lừa anh ấy, bảo họ đang cùng nhau đi dạo. Sanjay bán tín bán nghi, bảo bản thân đang truy đuổi cô ấy, vì trên mặt họ toàn là mồ hôi, không giống như đi dạo phố. Sanita rất hoang mang. Cuối cùng, cô ấy thấy một đám đàn ông lực lưỡng, liền chạy qua đó, bảo Sanjay định dạy dỗ họ một trận. Đối phương rất tức giận, liền bao vây Sanjay. Sanita nhân cơ hội lẻn đi, mà Sanjay thoát khỏi đám đàn ông thì thấy một sấp ảnh trong túi áo. Dựa theo chỉ dẫn, anh ấy đã quay về căn hộ của mình. Mọi thứ trước mắt, ký ức của anh ấy lại trống rỗng. Sanjay vừa tỉnh lại, thấy mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm. Đến bản thân là ai, tại sao xuất hiện ở đây, anh ấy cũng không biết. Thực ra, nơi này là nhà Sanjay, anh ấy đang ngủ trên giường nhà mình, vì chỉ có thể nhớ trong 15 phút, sau đó sẽ quên hết. Khắp căn nhà dán rất nhiều giấy nhớ, anh ấy dựa theo lời chỉ dẫn vào phòng vệ sinh. Kỳ lạ là trên gương lại dán chữ báo thù. Anh ấy đánh răng theo thói quen, nhưng lại thấy một tờ giấy. Tẩy quần áo, Sanjay liền làm theo. Ai ngờ thấy khắp người toàn hình xăm, người yêu bị giết, ai là hung thủ, tôi muốn báo thù, và tên, số điện thoại, địa chỉ của hung thủ. Trong chốc lát, vô số ký ức đau khổ bỗng ùa về. Sanjay đau đớn hét lớn, anh ấy muốn báo thù, dù chỉ có thể nhớ trong 15 phút, nhưng trong phòng có rất nhiều giấy chỉ dẫn anh ấy để lại cho bản thân. Sanjay chỉ cần làm theo hướng dẫn, anh ấy điên cuồng tập luyện, cầm khẩu súng và máy ảnh, rồi lấy một bức ảnh và ra ngoài. Giờ, Sanjay cần tới tìm hung thủ cuối cùng. Cứ 15 phút, máy ảnh sẽ kêu một lần, để nhắc nhở Sanjay chụp lại những chuyện xảy ra, làm chỉ dẫn tiếp theo. Anh ấy cứ như vậy, tới biệt thự hào hoa của hung thủ, nhưng hung thủ không ở đây. Chuông điện thoại bỗng vang lên, Sanjay nghe máy, hóa ra là Sanita, cô ấy đang nhắc nhở hung thủ. Sanjay là tên sát thủ biến thái. Sanjay liền tới ký túc xá của Sanita, hành động ngay trước cửa sổ, nhưng Sanita nhanh trí bỏ trốn. Cô ấy tới gặp bảo vệ trường để khống chế Sanjay, họ tiêm thuốc mê mới khống chế được anh ấy, rồi đưa tới cục cảnh sát. Ai ngờ, có một công ty tới bảo lãnh cho Sanjay, mà anh ấy chính là giám đốc của công ty đó. Sanita không thể tin nổi, cô ấy mở cuốn nhật ký, lấy ở chỗ Sanjay, hóa ra, vị hôn thê của anh ấy đã cứu 30 đứa trẻ bị bắt cóc, nhưng lại bị báo thù. Phần đầu của Sanjay cũng bị thương nặng, chỉ có thể nhớ trong 15 phút. Cô ấy vội tới gặp Sanjay, nhưng Sanita đã tới muộn, hung thủ đã tới đây. Hắn ta tiêu hủy toàn bộ chỉ dẫn trong phòng, xóa hết hình xăm trên người Sanjay. Anh ấy không chết, nhưng vì mất trí nhớ, Sanjay chỉ ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Cũng may, Sanita có cuốn nhật ký, cô ấy lại nói cho Sanjay biết chân tướng. Mối thù này lại một lần nữa khiến Sanjay mất hết lý trí. Anh ấy xông tới địa bàn của hung thủ. Những năm nay, công sức tập luyện cũng không uống công, anh ấy hạ gục từng tên một, không một ai có thể ngăn cản bước tiến của anh ấy. Cuối cùng, Sanjay đã xông tới trước mặt hung thủ, đánh hắn ta bầm dập mặt mũi. Sanjay cứ như con chú mất nhà, không còn khí chất như trước. Nhưng máy ảnh lại kêu lên, chỉ trong chốc lát, Sanjay đã mất hết trí nhớ. Hung thủ liền nói dối, bảo mình là thủ hạ của anh ấy, họ đang truy đuổi hung thủ. Sanjay tin lời hắn ta, anh ấy đi về phía hắn ta, chỉ không để ý tới hung thủ ở đằng sau. Hắn ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, hắn ta bỗng đánh lén. Sanjay ngã xuống đất không thể động đậy. Anh ấy trợn mắt nhìn hung thủ khống chế Sanita, khi hắn ta cầm gậy sắt định đánh vào đầu cô ấy. Cứ như tái hiện lại cảnh năm đó, Sanjay cũng như vậy, trợn mắt nhìn vị hôn thê bị hung thủ dùng gậy sắt đập chết. Bi kịch lại một lần nữa xảy ra, nhưng Sanjay đã đứng dậy. Anh ấy không cứu được vị hôn thê, nhưng lần này Sanjay đã cứu được Sanita. Sau khi báo thù cho vị hôn thê, Sanjay không quay về công ty mà xây dựng cô nhi viện, cả ngày chơi đùa cùng bọn trẻ. Chuyện này có thể giúp Sanjay nhớ lại dáng vẻ Seti ân cần chăm sóc lũ trẻ. Mặc dù cứ sau 15 phút anh ấy sẽ quên hết, nhưng tình yêu sẽ không bao giờ biến mất. Sanjay thường một mình ngồi trên ghế ngắm nhìn hoàng hôn, giống như năm đó anh ấy ngồi trên ghế lặng lẽ ngắm nhìn Seti xinh đẹp.